đi làm máy nhá. Các bạn cần cho mình nhá. Một đoạn gậy này. Đỡ cắt đi còn ở 40 phân này. Một đoạn tre để đỡ cắt ra này. Cắt này ra để làm nãy nhá. Một đoạn tầm hơn 20 cm, sắt tầm phi 3 hoặc phi 4 rồi đấy. Một đoạn sắt này thì đỡ mình ghim vậy này. Một đoạn nan đồng chim này, hoặc là các bạn có thể trẻ bé bé nhá cho nó nhảy. Một đoạn cáp quang này, cáp quang này thì mình có thể là mua cáp quang ở các hiệu bán lông chim ấy. Nó cá to càng tốt, to thì nó dày, nó đàn hồi mạnh hơn. Đấy. Mấy cái mũi khoan, không có mũi khoan này thì em có cho em hỏi cái ngón này nó đi vào. Đoạn sắt này các bạn có thể ghe ra để làm mũi khoan này. Không thì không có mũi khoan ấy, máy khoan này không máy khoan thì có thể là hơi nóng ngửa lên trong đùi nổi nhá. Đấy. Đôi khi đùi nổ phải đánh dấu hai điểm này, tầm cho tầm khoảng độ 10 cm chẳng hạn này, để làm chỗ bè cái đỡ nãy ở đây. Đây nhá, các bạn có thể khoan bằng nõ ở đây, chẹo theo đường này làm nãy nhá. Có thể khoan được là lấy rồi hơi lửa nóng thôi nhá. Mình có khoan mình khoan nhé. Đâm vào tay con mình đổ em vào này. Đấy. Rồi tiếp theo con này nữa đây. Không có khoan thì lấy rồi hơi nửa nóng ấn vào được. Đây đã tốt rồi. Đấy, dậy rồi, dậy rồi cũng mua chỗ cầu cá. Vậy ta to thì tốt. Cái này phải mài qua tí đâu để cho nó đỡ tụt dây nhé.
làm này rất nhanh rồi. Mấy phân này. Làm cái này nhanh nhưng mà không, nó không kỳ. Đó. Khoan nhỏ hơi bị nạch này. Như sao? Bật tốt. Đấy, bắt đầu đo nhá. Đã bắt đầu. Kéo cái chỉnh lại này, đây là cái bị thấp. Kéo cái cột mặt nát ra đây. Mạnh lắm. Đấy. Rất mạnh. Không cần mồi, có thể là có thể bắt nhái ghim ở đây này, mà đánh cái bẹp bắt nhái ghim đây đánh coi khoảng vứt mấy cá quanh đây này, đánh đường coi đi hay bất kỳ cái gì đi nữa thì nó đập mấy phát đấy, mạnh cực kỳ luôn đấy. Đấy, rất dễ nhá. Còn có thể bẻ cái thanh sắt này này, có điều kiện thì khoan mặt nổ ở đây này, cắm ghim xuống đất này cho không tha đi này, hoặc là có thể là cái sắt như này này bị cong xuống ghim đất này, còn cái nẫy này này thì có thể tháo ở cái bẫy chuột này ra này, tháo cái bẫy chuột này ra được này. Cái này mua qua mua 40.000, mua như 40.000 mét hay 5.000 mét đấy, 40.000 được tầm hơn 8 mét. Đó, mình mua 40.000 mình được tầm à luôn hơn 8 mét, 8 mét. Mét này làm được tầm 8-9 cây bẫy, chỗ này tầm 80 phần cái, 80 phần cái đấy, rất đơn giản. Chào mọi người nhá. Nhá. Các bạn có thể, tuy nhiên mà tốt nhất dặn ít keo ở đây, ít keo con voi ấy, vào đây chú chắc nhá. Keo voi chắc đã bị thuật này dài, chạy cũng chắc đấy, nhưng mà muốn chắc nữa thì dặn keo con voi vào thì nó chắc hơn. Dặn keo vào nó chắc hơn, cái này mấy quay vội nó chỉ bẻ cong, bẻ nó bẻ bằng bằng phẳng này thì nó sẽ
đỡ bị tuột tay hơn và nhạy cũng vẫn rất nhạy. 40.000 bạc này. Được 9 cái bẫy. Được cái này, được cái tiện lợi là mình chẳng phải đi chặt tre. Chặt tre lúc ra đây chặt bọn nó lại vậy nhá. Nó này nó mẹ lắm. Thì hôm nào mình đã review xem là cái bẫy nhạy không? Cò dính không? Bịp dính không? Rồi bận quá chưa đi được mấy.